lên cả nhà. Lên. Mang kêu cá này đấy con. Kêu bên đây mà tôi nghe nó bên kia. Con hết, con nghe gõ gàng bên nó vọng qua gõ nghe bên. Rồi. Bữa nay mình có thành viên mới nữa nghe cả nhà. Kêu đây. Đâu? Chuối đó đó. Mùi chuối đó hả? Chào cả nhà các ơi. Chào cả nhà. Nào đi bắt ếch nghe cả nhà. À, cái này cũng là thành viên khác nữa, trong đội mình nữa mà bữa nào rảnh mới đi bắt với mình. Ở đây cũng biết kêu nữa nha cả nhà, nhưng mà kêu không có bằng anh Năm đâu nha. Nó trong cái hàng á, nó kêu rõ không? Thì bữa nay không có đi làm mà đi theo mình chơi, đi theo mình bắt ếch. Cái kênh này bắt ngon lắm nè. Chừng nào gặp hang tôi lội qua nha. Rồi gặp cái hang cũng phải không? Nước trong cái vậy hả? Ồ, sao bông lỏng vậy? Ngoài nhỏ xíu cho bông lỏng vậy, cạn thục bắt luôn à. Quanh đây, quanh đây. Lụm gạo. Lụm dữ lắm. Đi tới ăn phủ vậy. Sâu lắm hả? Ngất mà nó ngoài hàng cạn. Thọt cái móc vô. Lụm. Rồi. Chừng nghe, chẳng ăn củ lửa nghe, kinh nước nghe. Hot à. Đây. Đục đụng nó luôn hả? Nhả thuốc quả đi. Ngọp chết. Trời ơi, khó làm gì ta? Cái gì đụng rồi sao kỳ vậy? Khọc phơ tay. Không xuống. Lấy móc móc. Bể nó. Bắt bị biểu diễn luôn hay gì nè. Cái nhà có văn nghệ chơi cái nè. Chấm tọa độ rồi lấy gì chạy. Nãy chấm tọa độ mà ông đợi tôi lại, tôi quay cho cái vụ chấm tọa độ cái. Đất kia nó cứng cái ghê trời. Đất bằng kinh mà. Cái gì khác gì đó. Lên con nhảy. Lên. Mang kêu cá này nữa con. Quá đã. Cho mày quẹt quẹt nha. Quẹt quẹt nha. Rồi. 1-0. 1-0. Quá đã. Có túi kìa. Hả? Tôi có đem túi theo nữa kìa. Trời ơi. Tôi tưởng là không có đem túi theo, tôi đem túi theo. Vô. Vô một con. Ở chỗ mình là cái người mà biết bắt kêu kiểu này nhiều lắm nha cả nhà. Nhưng mà bắt được hay không mới quan trọng thôi chứ bắt không lại anh Năm luôn nha.
Ông Năm thuộc về hàng sư tổ ở đây rồi. Để đạp đạp cái lỗ ra cho người ta đàng hoàng cái. Rồi đi. Ông Năm mới thuộc thuộc về là sư tổ ở đây đó cả nhà. Đây là dạng con cháu ông Năm không à. Rồi, đi tiếp. Bỏ dép đi, đi dép không được đâu, đi dép nó kêu, nó gục gục nó kêu. Trời thì nghe kêu bên đó. Tôi sao tôi nghe kêu bên kia. Khoan khoan để mở cái đó cái. Nè, giấu con ếch đi nè. Nè. Rồi nó đi đâu? Để kiếm hướng cho nó đi đâu. Chứ chừng 5 tiếng là nó chết rồi đó. 2 tiếng. Nó kêu cái chạy chạy. Nó kêu cái mình tiến lại gần nó nín. Làm cho mình chạy nó động hay sao ta? Hả? Nó kêu cái nín tức cái mình cái này nè con cắm cái đầu nó rồi để đi về ai con có dấu lên gì không sao tôi thấy nó chết cha nó rồi sao tôi nghe bên buổi lát thôi để tôi qua đây coi kiếm đây gặp hả nó ngồi chổng luôn hả? Cắm rồi mà nó mẹ. Nó ngồi chổng luôn hả? Cái chừng có thấy đâu nè. Tút tút đồng sao thấy. Đưa muốn dọa đó. Ha. Thôi thôi rồi không thấy đâu. Ba. Bắt đi. Nó dọm dò đó. Đi đâu mày? Thôi đây. Chính rồi. Mày khôn chú cháu tao. Mày khôn hả? Để trả mày. Dằn khè ha. Wow. Con chấm gồi rồi.
mà nó kêu có 2 tiếng à. Ừ. Tôi nghe nó dội qua mình lắc nó đó. Nó kêu đằng kia ngày này gộp gộp hai con chạy tới đây gộp gộp nó cũng 2 tiếng nữa. Ừ. Thì khôn lắm mà. Rồi, 2 con. Không thèm trả lời nữa ha. Ôi. Túi nhỏ quá đựng hết sao hết. Dồn vô. Ngồi chắc đầy luôn quá. Wow. Hai em. Rồi, đi. Quật quật. Quật quật. 4 tiếng. Ừ. Tháng này nó chưa có kêu lâu. Đang theo dốc một ít cái nó đi cả nhà, nó cạn. Nó có dính không? Ít nó xuống kinh nó vùi mà khó kiếm. Dấu nó lên đó mà nó ra nó vùi mà ở đâu rồi. Ừ rồi. Chừng nó tọt xuống kinh đó. Nó ở hang bạ chứ nó không ở hang sâu rồi. Đó, đó. Cái gì vậy? Nó thấy đâu? Thấy rồi. Đâu có đâu. Có đó nghe. Chưa. Nó bay ra rồi bạn. Chưa. Nó bay ra đây rồi nè. Mà tôi chưa thấy nó xuống nước. Nè, bay ra hút nhẹt nè. Chưa có thấy nó nhảy ra xuống. Nó còn là ổn đâu đó rồi đó. Chột. Chột hả? Trời ơi, lên giả hoài ta ơi. Nó bay ra cái dèo luôn anh. Phản xạ dữ được chứ. Vậy mà còn bắt không được nó nữa. Dính hả? Lụm luôn phải không? Thấy không biết lên đó lắm mà. Chà bá không? Giấu lên nhẩm hết trơn. Nè cái nhà giấu lên nè, giấu đi nè. Thấy không? Nè thấy không? Nó đi lên đường này bên cái lỗ nè. Mà nó không vô cái lỗ, nó vô bụi cây nó nằm trong. Sao vậy? Hai chân nó nằm tại hãng ra cái bụi cây á. Đúng đó hả? Cần hỗ trợ không? Ồ, thấy không? Nhảy đâu dài dài cũng phải chết à. Tiệm hồi cũng thấy nó không gặp à. Rồi lên bờ luôn đi, lên bờ luôn đi. Xách dẫm lên. Ba không? Đệ tử chú Năm hả? Đệ tử chú Năm mà. Này là cái ngon ghê ha. Này là ba của bạn này là bạn với chú Năm. Với anh Năm. Mà bữa hổm có đi quay chung với anh Năm bữa đó mà bữa đó bắt không được con nào. Bữa đó ăn không, không bắt. bữa đó lại ăn mà cái cá kho me với ếch kho me với búp giấm đó cả nhà nhớ không? Đi bắt không có rồi lại ăn ké luôn. Tao nào mày nè. Lại đưa chấm tao đậu nó nha. Hả, đi dưới ruộng nè, xuống.
Nó kiểu đâu dữ vậy? Nó kiểu như dạ cầu. Nó kêu đâu bên kia con nữa vậy? Bắt con này đi, biết chỗ chưa? Thấy chỗ chưa? Mà nghe nghe kỹ chưa? Không biết ăn được không cái giả cầu đó cả nhà ơi. Rồi kia trong cái trụ bê tông này sao bắt? Đâu? Bó tay nó luôn rồi. Thằng ơi. Nghĩ kêu ra. Cái này con nè. Không nói chính xác chưa? Làm dấu chưa? Con lỗ này nè. Ê, kêu thấy hai mê luôn vậy. Ê, hằng này nè nè nè. Nè. Có hằng này cái. Nó kêu hai hai con. Sao? Không có lên sình lên gì không ta? Không phải hả? Không có lên sình. Ở lên sình dữ lắm. Hai con được á. Ở nó kêu hai con mà này con cho với kinh con. Chuột vô vậy. Không có dấu hả? Chuột gì khác đó. Mới đừng kiếm luôn nè. Tưởng đâu hang bên kia giờ nó hang bên đây rồi lên luôn. Bót quá chứ còn cái gì? Bót bót quá hả? Lên con lên nghe nhàng con nè, múc nước dẫu vô cầm lại chút rồi cầm cả con này bắt nó đi cái gì. Kêu một tiếng mày cũng chết, hai tiếng mày cũng chết. Nói chú Năm bắt kiếm nè chú Năm ơi. Kiếm nè chú Năm ơi, ngớt này mà không chú Năm kiếm không nó trả lời tiếng Năm không biết được kiếm. Nó trả lời con tiếng ẹt cái nến thình. Nó kẹt vô đó hả? Nó cái giò nó cái lên nè.
nóng cái giò lên. Rồi lên nè. Tiếp. Giò gắt cái cục này. Bấm lại, bấm lại. Dạ kìa. Dạ hết nha. Mày kia là đẹp ha. Tiếng một à trời. Nó kêu tiếng một nó thinh nè. Chứ không kịp mở máy, mấy cái con mà mình mở máy vô thì bắt không được. Nó ở trụ bê tông gì chứ nó ở hang cua, hang cầm gì không. Còn con nữa. Còn con với kinh nữa. Rồi, rồi. Đây nè. Cái góc này nè. Con nghe bên đó nè. Bên đây nè. Trời ơi, tầm chính xác chỗ người ta. Con nghe bên kia đó. Nó nghe ở đây mà. Giỏi quá. Đứng gì em nghe nó giỏi quá. Mà nghe kế bên, đứng kế bên mà. Con nghe đằng bên đó đó. Còn không thì họ không mà đi xéo qua đó đó chứ còn không. Ừ. Ừ. Không có đâu. Chứ tôi nghe góc này. Muốn hang hả? Chứ tôi nghe sát góc đây ta. Không có là xéo vào góc góc bên đó đó. Chính xác lắm rồi, con nghe bên bển á. Con lại tới đó con nghe nó ở trong góc này nè. Ừ. Thì qua bên kia. Thì nó xéo qua đây thôi chứ không được đâu chứ. Đâu? Đâu? Ghê à. Con nghe bên đây. Thằng này hả? Ừ. Con nghe bên đây vàng. Trời. Thì tôi đứng bên đó thì không có bên đó thì xéo qua bên đây chứ đâu. Ô chú Cường ơi. Nghe lệch quá rồi. Bậy bạ quá. Bạ quá rồi. Ngon lành coi. Trời ơi, ơi. Gì hết mất luôn vậy? Dính, lên luôn. Nãy giờ hang có khó không? Có hang này sao bộ hơi ngay nè. Nhưng nó lừng lên trên đó. Thế nào? Dãy dụa gì không biết. Dãy dụa gì không biết nữa. Bằng đít chú coi. Dính cái bằng đít. Dính cái bằng đít. Kêu bên đây mà tôi nghe nó bên kia. Con nghe gõ gàng bên đó, nó vọng qua gột nghe bên chấm tầm bậy không. Chết rồi, chấm chừng 12 chắc kiếm chết luôn. Chấm kiểu này rồi đi với ông thầy không gài mà bị ông thầy không gài gầy hoài. Ơi ông thầy ơi, ông thầy. Năm con. Ồ, tôi cũng bộn bộn nghe. Vô.
tôi đứng bên kia. Sao tôi nghe, tôi nghe kêu góc đó không à. Chết rồi chú ơi. Chết rồi. Chết rồi, kiếm chết luôn à. Đi với ông thầy gần 20 ngày, ông thầy cũng chỉ chiêu, không chỉ chiêu chứ. Rửa mặt cái ơi, mặt chính xình không kìa. Mình lại tới đây đứng còn nghe nó kêu. Tại vì tôi đứng ngay sát bờ nè. Thôi đi tiếp. Kêu ở đây con ngoài ruộng con cả nhà. Để đi ra kiếm con ngoài ruộng trước đây. Ủa nghe đâu vậy? Nó kêu ở đây nè. Đất cài kiểu này biết được đâu kiếm. Đâu con? Đây nè. Nghe không? Nghe mà nó ngầm cái ọt cái là gần chỗ bụi chuối á. Là nó kêu lại coi. Ừ. Mấy bên đây nè. Chính xác chưa? Chính xác chưa? Nó kêu cục này mà xéo qua cục gốc chuối, khoảng gốc chuối đó. À. Tôi nãy là tôi đứng tôi nghe nó kêu mấy bên đây, còn ông nghe mấy bên kia. Ai đào gọi đào nó chui vô lại sao? Hai đó. Ừ. Gặp rồi cái nhà ơi. Ê. Giỡn hả? Nó nhảy à. Đó, nó. Nó nhảy hay vậy? Nó chuyện nhảy à. Cẩn thận của lửa đó. Thấy không?
Thấy không? Mày gặp cái móc của chú Năm tao rồi. Mày gặp cái đồ nghề của chú Năm mày tặng cho tao đây mày không sao nổi hả? Ế chà, ế chứ. Ế đi. Kêu nó tiếng rồi. Không, nó kêu 2-3 tiếng á. Nó kêu nãy chú ở đây phải không? Ờ. Là nó kêu 1 tiếng rồi, nó chạy qua bên kia, tôi ở đây nè. Tôi ở đây tôi nghe nó kêu. Thì tôi xác định là đây, héo qua đó đó. Nó ở góc bên đây là đúng rồi. Vô. Có lý, có lý, có lý. 6 con hả? 56. Có lý, có lý. Nhẹ đi. Rồi, lên. Ôi, kêu 1 tiếng một nha. Kêu 1 tiếng, nín, tiếng, nín. Mày nghe cái tiếng kêu của ông Năm chứ cái móc của ông Năm là mày sống gì nổi. Rồi đi tiếp nha. Phải không? Rồi. Hồi nãy tôi đang nhìn con bên kia mà nó kêu lớn lắm. Nó kêu lớn lắm. Thật ra mình đón tưởng đâu con bên kia không à. Đụng nó hả? Nước không đó. Kêu nãy giờ hàng kia mình ngồi gần đây nó không dám trả lời. Đúng rồi á. Tay chân á, tay chân nghe. Hay vậy. Đúng rồi mà núp đâu vậy? Cong xuống quẹo xuống á. Dắt cái này đi. Đào xương xương á cái này. Nhắm lỗ lên hả đào ơi. Nhảy đâu? Cái nhảy là mình đụng móc nó nhảy này á. Mày núp kỹ lắm hả? Đụng với cái móc của ông Năm là mày sống sao nổi? Trèo lên hả? Kêu dữ lắm hả mày? Kêu lớn lắm. Đụng với cái móc của ông Năm mà phải sống sao nổi. Trốn qua tới đây ha. Đón hướng bên kia không? Tại con ếch này lúc nãy tôi gần có bên kia kìa. Đứng ra tôi nghe nó xua kêu xua qua đây nè. Bên bờ chuối á. Thì không có bên đó thì bên đây thôi. Rồi mấy chú rồi? 8. 7 hay 8 à? 8. 8 chú hả? Rồi nữa thôi. Về. Về hả? Tối bắt ếch. Tối đi bắt ếch tục à? Ừ.
bà con coi à. Rồi. Cháu mình lên đường. Lên đường về nghỉ cả nhà ơi. Chứ bữa nay trời mát mẻ bắt cũng ngon lắm. Đâu để phê thành quả cái gì á. Đứng đây không đấy. Đâu rồi mở thành quả lên cái coi. 8 con à. 8 con cả nhà ơi. Được không? Rồi. Ừ. Con đợi đợi con ếch cái bắt mào phải không? Ừ. Rồi. Rửa đồ một cái. Rửa đồ sạch sẽ đi. Rồi. Tạm biệt cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo cả nhà ơi.